Thị trường podcast thì đang bùng nổ trên toàn cầu với cái tốc độ tăng trưởng chóng mặt luôn và theo ước tính thì doanh thu quảng cáo từ podcast sẽ đạt được vào trong năm nay là 2,2 tỷ USD cho thấy là cái sức hút và cái tiềm năng to lớn của lĩnh vực này. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này, mặc dù còn rất là non trẻ thì thị trường podcast Việt Nam đang phát triển khá là mạnh mẽ với cái sự gia tăng số lượng người nghe và nhà sáng tạo nội dung thì thị trường toàn cầu theo các cái báo cáo gần đây nhất thị trường podcast toàn cầu dự kiến sẽ đạt được khoảng 17,88 tỷ USD vào năm 2026. Điều này thì cho thấy là cái sự phát triển mạnh mẽ và cái sức hút ngày càng tăng của podcast trên toàn thế giới tại sao nên làm podcast trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn podcast mang đến nhiều cái lợi ích cho cả người sáng tạo và cũng như là khán giả người nghe kết nối sâu sắc hơn với khán giả podcast thì cho phép bạn chia sẻ cái kiến thức kinh nghiệm và cũng như là cái câu chuyện cá nhân một cách để có thể gần gũi cũng như là chân thực tạo cái sự gắn kết mạnh mẽ với khán giả hơn xây dựng được cái thương hiệu cá nhân podcast là một cái công cụ tuyệt vời để có thể giúp bạn xây dựng củng cố cái thương hiệu cá nhân của bạn thể hiện sự chuyên môn và tạo ra được cái sự tin tưởng gắn kết với cả thính giả học hỏi và phát triển nữa quá trình làm podcast đòi là hỏi bạn phải nghiên cứu này tìm hiểu và trau dồi những cái kỹ năng giúp bạn phát triển bản thân không ngừng tạo nguồn thu nhập thụ động bạn có thể kiếm tiền từ podcast thông qua các cái quảng cáo tài trợ bán sản phẩm hoặc là dịch vụ liên quan nữa monetization trên spotify bạn hãy có thể biến đam mê thành cái thu nhập có thể là thu nhập ngoài việc là một cái nền tuyệt vời để có thể chia sẻ được cái nội dung này. Spotify còn cung cấp nhiều cái cơ hội kiếm tiền hấp dẫn cho các podcaster khác nữa và sau đây là một số cách bạn có thể kiếm tiền từ podcast trên Spotify. Thứ nhất đó là quảng cáo Spotify Ad Insertion tức là cho phép bạn ý chèn cái quảng cáo và các cái tập vào các cái tập podcast của chính bạn bạn sẽ nhận được tiền dựa trên cái số lượt nghe quảng cáo đấy tìm kiếm nhà tài trợ bạn cũng có thể tự tìm kiếm các cái nhà tài trợ phù hợp với cái nội dung podcast của bạn này và thỏa thuận về việc quảng cáo như thế nào ra sao cái sản phẩm dịch vụ của họ trong các cái tập podcast của bạn điều tiếp theo đó là podcast subscription tức là sao tức là tạo nội dung độc quyền, bạn có thể cung cấp các cái tập podcast đặc biệt chỉ dành riêng cho những người đăng ký trả phí, thiết lập cái mức phí hàng tháng này do Spotify cho phép bạn chọn cái mức phí từ thấp nhất hàng tháng mà người nghe phải trả và cũng có thể tùy tùy thuộc thôi để truy cập nội dung độc quyền của bạn. Tiếp theo đó là listener support, tức là nhận donate từ người nghe. Spotify cho phép người nghe ủng hộ bạn trực tiếp thông qua cái tính năng gọi là Listener Support. Điều kiện để kiếm tiền trên Spotify là gì? Đó là so số lượng người nghe, chẳng hạn như là 100 người à, nghe trong vòng 60 ngày, bạn cần có một cái số lượng người nghe nhất định để đủ điều kiện tham gia các cái chương trình kiếm tiền của Spotify và cái khu vực địa lý nữa, tùy là bạn là đương ở đâu, Việt Nam hay Ba Lan hay là ở Mỹ và một số quốc gia nhất định thì chưa mở cái chương trình monetization này chất lượng nội dung nữa để thu hút người nghe và các cái nhà tài trợ thì bạn cần tạo ra được cái nội dung chất lượng cao hấp dẫn và giá trị cộng thêm cái tính kiên nhẫn bởi vì kiếm tiền từ podcast không phải là điều dễ dàng đâu các bạn ạ và đấy cũng không phải là điều nhanh chóng bạn cần kiên nhẫn xây dựng được cái lượng khán giả uy tín của riêng mình spotify thì không chỉ là một cái nền tảng tuyệt vời để có thể chia sẻ đam mê mà còn là một cái cơ hội kiếm tiền hấp dẫn cho các cái podcaster mà đang muốn có ý định để mở một cái kênh podcast riêng hãy tận dụng các công cụ và chương trình kiếm tiền của spotify để có thể biến cái đam mê của bạn thành một cái thu nhập có thể là ổn định cũng có thể là một cái thu nhập nho nhỏ hàng tháng dành riêng cho bạn và sau đây sẽ là hướng dẫn làm podcast từng bước từ ý tưởng đến cái công đoạn xuất bản thứ nhất đó là lên ý tưởng và chọn cái chủ đề đó là gì đam mê kiến thức hãy chọn một cái chủ đề mà bạn thực sự có một cái nguồn cảm hứng có một cái đam mê và có kiến thức sâu rộng điều này sẽ giúp bạn duy trì cái sự hứng thú và tạo ra cái nội dung chất lượng gần gũi đối tượng khán giả là ai xác định rõ đối tượng khán giả mục tiêu của bạn ai là người bạn muốn tiếp cận họ quan tâm đến điều gì điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh cái nội dung và phong cách sao cho phù hợp nghiên cứu thị trường nữa tìm hiểu xem là đã có những cái podcast nào tương tự như vậy chưa điều này thì giúp bạn xác định được cái điểm khác biệt và tạo nên cái sự độc đáo cho podcast của riêng bạn điều thứ hai đó là lên kế hoạch nội dung định dạng thì phải chọn được cái định dạng phù hợp cho podcast của bạn chẳng hạn như là đây là một buổi phỏng vấn đây là cách kể chuyện đây là thảo luận đây là chia sẻ hoặc là độc thoại lên dàn ý nữa vạch ra các cái tập podcast nội dung như là khách mời này nếu có và thời lượng mỗi tập podcast là bao nhiêu và điều quan trọng rất là quan trọng đó là chuẩn bị kịch bản viết kịch bản chi tiết cho từng tập podcast bao gồm các cái câu hỏi phỏng vấn này điểm nhấn quan trọng và lời kết này bạn nên cần chuẩn bị thật là kỹ nữa này trước mỗi cái buổi thu âm để đảm bảo là cái nội dung là thật là mạch lạc thật là hấp dẫn mình thì hay là kết nối giữa viết blog và viết kịch bản với nhau thứ ba đó là chuẩn bị thiết bị microphone đầu tư một cái microphone chất lượng thì để đảm bảo được cái âm thanh rõ ràng và chuyên nghiệp mình cũng có một cái chiếc microphone để thu podcast đó là như đây các bạn nhìn thấy đây đó là blue yeti nano mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và các bạn có thể tham khảo thêm tai nghe tai nghe ở đây là gì ờ, có thể sử dụng tai nghe bất kỳ để theo dõi cái âm thanh trong quá trình thu âm và phát hiện các cái vấn đề về âm thanh kịp chỉnh sửa luôn những cái phần mềm thu âm và chỉnh sửa thì bạn có thể chọn một cái phần mềm thu âm và chỉnh sửa âm thanh phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Một số phần mềm phổ biến bao gồm như là Audacity này, miễn phí này, GarageBand qua MacBook này và Adobe Audition thì phải trả phí. Riêng mình thì mình thu âm qua hai chương trình mà mình dùng để làm luôn video đăng trên YouTube đó là cắt và Wondershare, mình thì mình có thể để link phía dưới phần mô tả, bạn có thể đăng ký để nhận 7 ngày dùng miễn phí cắp cắt. Bạn có thể bắt đầu với các cái thiết bị cơ bản và nâng cấp dần dần mà khi mà podcast của bạn đã phát triển tốt rồi. Thì ban đầu mình cũng chỉ dùng một cái chiếc điện thoại rất là bình thường thôi và thu âm bằng chính những cái chương trình qua điện thoại hoặc là trước đây là Anchor hoặc là... Bây giờ là Spotify podcaster, dần dần bạn có thể đầu tư các cái thiết bị tốt hơn vừa với cái túi tiền cũng như là khả năng của bạn. Thứ tư đó là thu âm podcast, bạn cần một cái không gian yên tĩnh, tìm một không gian yên tĩnh để thu âm, có thể là ban ngày, có thể là ban đêm để nói chung là phải tránh được cái tiếng ồn xung quanh và tiếng vang. Nếu bạn có một cái phòng thu âm thì tốt thôi, nhưng nếu không thì cần một cái phòng kín riêng biệt, hoặc là nếu không nữa thì mình như mình đây thì thường chọn thu âm vào ban đêm. Mọi thứ đều khá là yên tĩnh, ít có tiếng động như là chó sủa, trẻ con khóc hay là con mình có thể phá bệnh lúc nào cũng hay và nhớ là kiểm tra âm thanh trước khi bắt đầu thu âm. Hãy kiểm tra âm thanh để đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt Bạn có thể thu thử và nghe xem là cái mic nó có hoạt động hay không Có đợt ít mình thu video audio đến nửa tiếng hay là hơn một tiếng gì đấy Mới mới biết là mình không cắm dây mic Hãy thư giãn, nói chuyện tự nhiên và truyền tải cái cảm xúc vào giọng nói của bạn Bạn cũng có thể dùng phần chỉnh tiếng nói như là Voice Changer trên các cắt pro Tùy theo giọng nói và đề tài như là Nghe mềm mại hơn này Nghe dịu dàng hơn này Hoặc là mạnh mẽ, quyết quyết liệt. <laughs> khuyên một cái vài lời khuyên nhỏ ấy thế là bạn nên trò chuyện với khách mời hoặc là khán giả như là bạn đang nói chuyện với một người bạn bè của mình. Mình thì thường hay thu podcast với cái tâm trí như là kiểu như là đang kể chuyện ấy. Nhiều khi là cứ tưởng tượng như mình đang nói chuyện với một người bạn. Thứ năm đó là chỉnh sửa âm thanh. Bạn có thể loại bỏ tạp âm sử dụng các cái phần mềm chỉnh sửa âm thanh để loại bỏ các cái tạp âm không mong muốn như là tiếng ồn ở bên ngoài này, tiếng thở dốc này hoặc là tiếng lập từ này. Còn không thì có thể dùng phần chỉnh sửa âm thanh trực tiếp từ các cắt đó là Noise Reduction, Wind Removal, normalized Loudness, Enhance Video này. Khi bạn chọn các cái chức năng Pro ấy, Version thì phải trả phí tùy theo tháng hoặc là năm. Tiếp theo có thể là một cái chương trình khác như là mình dùng là Wondershare còn cung cấp các cái phần cắt đi chỗ đoạn um, im lặng này. Khi mà bạn không nói gì cả, tức là Silent Detection bạn hãy điều chỉnh cái âm lượng đảm bảo âm lượng của tất cả các cái đoạn thu âm đều đồng đều và rất là dễ nghe phù hợp thêm nhạc nền nữa khi mà bạn thêm cái nhạc nền phù hợp để tạo cái không khí và tăng tính chuyên nghiệp cho podcast của bạn thì bạn phải chú ý nên sử dụng các cái nhạc nền không có bản quyền để tránh các cái vấn đề về pháp lý sau này trên CapCut ấy bạn có phần audio music được dùng miễn phí có thể được chọn lựa nhiều hơn qua phần pro bạn cũng có thể dùng các cái phần mềm ai để có thể tự tạo ra nhạc như là trên wondershare có cái chương trình ai music hoặc là cũng có thể dùng những cái ứng dụng bên ngoài nữa như nhờ trí tuệ nhân tạo này à, chẳng hạn như là loudly.com mình cũng sẽ để ở phần dưới mô tả cái đường link để bạn có thể tham khảo thêm thứ sáu đó là tạo intro và outro intro tức là tạo một cái đoạn giới thiệu ngắn gọn này hấp dẫn này giới thiệu bạn là ai này podcast của bạn về chủ đề gì bạn có thể ghi lại và dùng vào tất cả các cái tập podcast sau đó outro tức là tạo một cái đoạn kết thúc chuyên nghiệp để cảm ơn người nghe người theo dõi và nhắc họ theo dõi các cái tập tiếp theo này nhắc họ subscribe nhắc họ like thứ bảy tức là xuất bản và quảng bá podcast cái khâu đoạn này rất là quan trọng bạn phải chọn nền tảng đăng tải các cái podcast của bạn lên các nền tảng phổ biến như là Spotify, Apple Podcast, các nền tảng khác nhờ qua cái đường RSS đấy và mình thì mình dùng suốt Spotify trước đây là của Anchor nhưng đã được Spotify Podcaster mua lại và mình sau đây sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách xuất bản trên Spotify Podcaster từng bước một các bạn nhớ theo dõi nhé và chúng ta bắt đầu với phần hướng dẫn nhé thì cái phần hướng dẫn từng bước tạo profile spotify này có thể dùng spotify podcaster như mình đã nhắc thì vào thiết kế avatar bằng canva thứ nhất là bạn phải tạo hồ sơ profile trên spotify for podcaster của bạn bạn truy cập spotify for podcaster mở trình duyệt web và truy cập vào trang web spotify Uh, Spotify.com mình để link phần phía dưới và thứ hai nữa là thứ tiếp theo đó là đăng nhập hoặc là tạo tài khoản. Nếu bạn đã có tài khoản Spotify thì hãy đăng nhập. Nếu chưa thì hãy tạo ra một cái tài khoản mới, thêm podcast của bạn vào nhấp vào nút Get Started và làm theo hướng dẫn để thêm podcast của bạn vào Spotify. Bạn sẽ cần cung cấp RSS feed của podcast xác minh quyền sở hữu nữa. Spotify sẽ gửi cái email xác minh đến địa chỉ email liên kết với RSS feed của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong email để xác minh quyền sở hữu podcast và có cả cái phần invite team tức là có thể mời người trong nhóm của bạn nếu bạn làm việc nhóm để có thể có khả năng truy cập điều chỉnh. Công đoạn tiếp theo đó là thiết kế avatar rất là quan trọng. Bạn có thể dùng Canva, mình là người trung thành với cả chương trình Canva. Cái chương trình này thì mình cũng để link phần phía dưới. Bạn có thể tạo cái thiết kế mới Nhấp vào nút tạo thiết kế và chọn ảnh bìa podcast từ danh sách các khác nhau tùy chọn. Bạn có thể dùng phần uh, Canva Pro nữa. Chọn mẫu hoặc bắt đầu từ đầu bạn có thể chọn từ hàng trăm mẫu thiết kế có sẵn hoặc bắt đầu từ một cái trang mới nhất trang rộng trang trống chẳng hạn và bạn thêm hình ảnh đồ họa nữa tải lên hình ảnh của riêng bạn từ máy tính của bạn từ thư viện ảnh và đồ họa miễn phí của canva mình thì trước đây mình dùng leonardo ai này midjourney trên discord để tạo ra cái avatar Tully simple như bây giờ và thêm văn bản nữa thêm tên podcast của bạn và bất kỳ thông tin nào khác bạn muốn hiển thị trên cái avatar này và tùy chỉnh thiết kế thì thay đổi màu sắc để phong chữ bố cục để phù hợp với cả cái thương hiệu podcast của bạn Lưu tải xuống khi mà bạn đã hoàn thành thiết kế rồi Thì hãy lưu tải xuống ảnh với cái định dạng là PNG, chất lượng cao Và uh, bước kế tiếp đó là cài đặt settings trên Spotify for Podcaster Truy cập cài đặt sau khi mà bạn thêm podcast rồi Thì bạn sẽ được chuyển đến trang tổng quản của podcast Nhấp vào tab settings ở menu bên trái cài đặt cơ bản trên podcast, nhập tên podcast của bạn như là cái thể loại này, chọn thể loại phù hợp nhất với nội dung podcast của bạn, ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ chính được sử dụng trong podcast của bạn, quốc gia này, nơi mà bạn tạo ra cái podcast này, cài đặt nâng cao nữa, mô tả podcast, viết mô tả hấp dẫn, ngắn gọn, xúc tích về podcast của bạn, từ khóa, thêm các cái từ khóa liên quan đến podcast của bạn, để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nó và cái email liên hệ nữa cung cấp địa chỉ email để người nghe có thể liên hệ với bạn tuyên bố bản quyền nếu bạn sở hữu bản quyền nội dung podcast thì hãy thêm tuyên bố bản quyền vào đây bước tiếp theo đó là hướng dẫn à, mình sẽ hướng dẫn từng bước để có thể upload một cái podcast mới trên post spotify và sau đây là cái hướng dẫn chi tiết bạn hãy chuẩn bị tập tin âm thanh như là định dạng để đảm bảo tập tin âm thanh của bạn có định dạng mp3 này với bitrate từ 96 kilobyte per second cho đến 320 kilobyte per second kích thước là tập tin uh, phải tối đa là chỉ khoảng 200 mb thôi tiêu đề tập nữa đặt tiêu đề tập podcast rõ ràng, hấp dẫn, mô tả tập viết một cái mô tả ngắn gọn về cái nội dung tập podcast này, ảnh bìa thì bạn cũng có thể chọn cái ảnh từng cho từng riêng tập podcast một và điều tiếp theo đó là truy cập Spotify podcast. Bạn hãy đăng nhập vào cái tài khoản của bạn và sau đó thì bạn hãy chọn cái podcast mà bạn muốn tải cái tập mới lên và tải tập lượng mới lên bằng cách như nào nhấp vào cái phần new episode ở đây trên trang tổng quản podcast nhấp vào nút new episode ở góc bên trên bên phải bên này tải lên tập tin âm thanh kéo và thả tập tin âm thanh vào vùng tải lên hoặc nhấp vào nút upload episode để chọn cái tập tin từ máy tính của bạn nhập thông tin tập điều đầu tiên đó là uh, hãy cho cái tiêu đề về tập đấy, mô tả tập và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn thêm. Tải lên ảnh bìa tập tùy chọn. Nếu như là bạn muốn sử dụng cái ảnh bìa riêng cho tập này thì hãy nhấn vào nút Add Episode Artwork và tải lên cái ảnh đấy. Và một cái giải thích là các cái tùy chọn khi tải lên tập podcast mới trên Spotify là sao? Thì có một vài điều mà bạn phải xác định và phải tuân thủ theo các cái quy định của nền tảng mà bạn uh, cho lên đó là Spotify. Thứ nhất là publish day, một ngày xuất bản là phải bắt buộc này. Now, ngay bây giờ hoặc là lên lịch. Tức là nếu như ngay bây giờ thì bạn phải muốn xuất bản luôn sau khi mà bạn đã đăng tải cái episode đấy. Thứ hai là bạn có thể lên lịch chọn một ngày giờ cụ thể chẳng như là thứ bảy hàng tuần bạn sẽ để tập podcast tự động xuất bản lên này tính năng này hữu ích nếu bạn muốn chuẩn bị trước cái nội dung và đảm bảo là tập podcast được phát hành đúng thời điểm mà bạn đã lên địch all times are local là tất cả thời gian và giờ địa phương thời gian bạn chọn để xuất bản sẽ dựa trên cái múi giờ hiện tại của bạn và điều tiếp theo đó là explicit content tức là nội dung không phù hợp bắt buộc là gì nếu như là có thì chọn tùy chọn này nếu tập podcast của bạn chứa nội dung nhạy cảm không phù hợp với trẻ em hoặc là có thể gây khó chịu cho một số người nghe chẳng hạn như là ngôn ngữ thô tục này bạo lực hay là hoặc nội dung tình dục nếu như không thì chọn cái phương án này nếu tập podcast của bạn không chứa bất kỳ nội dung nào như ở trên và promotional content tức là nội dung quảng cáo bắt phải bắt buộc nhé yes hoặc là no nếu có thì là bạn cái nội dung podcast của bạn là chứa nội dung quảng cáo chẳng hạn như là quảng cáo trả phí giới thiệu sản phẩm này tài trợ hoặc là chứng thực người dẫn chương trình hoặc bên thứ ba không thì chọn tùy chọn này nếu tập podcast của bạn không chứa bất kỳ nội dung quảng cáo nào additional details là gì đây là chỉ là cái thông tin bổ sung tùy chọn thôi episode type loại tập bạn có thể chọn loại tập podcast chẳng hạn như là tập đầy đủ full trailer hoặc tập bổ sung bonus này season thì mùa nào nếu podcast của bạn như là mùa mùa một mùa 2 bạn có thể chỉ định mùa cho tập podcast này cover art như nhắc ở trên là cái ảnh bìa tập bạn có thể tải lên một cái ảnh bìa riêng cho cái series này cái mùa này nếu không thì bạn cứ dùng cái ảnh bìa chung của podcast thôi lưu ý quan trọng nội dung không phù hợp với quảng cáo thì hãy trung thực khi khai báo về các cái nội dung không phù hợp và quảng cáo cho tập podcast của bạn việc khai báo không chính xác có thể dẫn đến cái việc tập podcast bị gỡ xuống này hoặc tài khoản của bạn sẽ bị hạn chế Thông tin bổ sung nữa cung cấp thông tin bổ sung càng nhiều càng chi tiết càng sẽ càng uh, tốt hơn để giúp người nghe hiểu rõ hơn về cái tập Podcast mà bạn đăng và dễ dàng tìm kiếm nó trên Spotify kiểm tra theo dõi Nếu bạn nhớ là phải kiểm tra các cái tập mới ra sau khi xuất bản hãy kiểm tra lại tập Podcast mới trên Spotify để đảm bảo mọi thứ hiển thị một cách chính xác nhất và theo dõi uh, số liệu thống kê nữa theo dõi số liệu thống kê này để biết để hiểu được rõ là cái người nghe cái hiệu suất của nó và các cách mà khán giả tương tác với cái nội dung của bạn một vài điều lưu ý quan trọng ở đây đó là cái thời gian xử lý nữa Spotify có thể mất một cái chút thời gian để có thể xử lý và xuất bản uh, cái tập podcast mới của bạn và bạn cố gắng khi nhẫn chờ đợi khi mà đang uh, chờ Spotify kiểm duyệt thông báo cho khán giả sau khi mà xuất bản tập mới rồi thì bạn hãy thông báo cho khán giả của bạn trên các cái mạng xã hội các kênh truyền thông khác nhau và để có để một cái tương tác với khán giả tốt nữa thì một vài mẹo bổ sung là bạn có thể sử dụng hình ảnh chất lượng cao, chọn cái ảnh đại diện có chất lượng cao và chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt với người nghe và tối ưu hóa mô tả nữa, sử dụng các cái từ khóa liên quan đến podcast của bạn trong mô tả để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy Spotify hơn. Bạn nhớ là phải cập nhật thường xuyên, bạn phải quảng bá, chia sẻ podcast của bạn trên các cái mạng xã hội, website, diễn đàn và các kênh truyền thông mà bạn có. Bạn cũng có thể chia sẻ với người thân biết đâu họ trở thành một cái fan trung thành giống như là khi mà mình rất là ngạc nhiên khi em gái của mình nói là em là người nghe cái những cái tập podcast của mình mà khi lái ô tô và một người bạn khác nữa cũng nói là Uh, bạn ấy đang sống ở Ba Lan và bạn ấy không muốn quên tiếng Việt, cho nên bạn ấy nghe podcast của mình để có thể ôn lại tiếng Việt và một vài điều để uh, tóm tắt cho cái video của ngày hôm nay. Nếu như có cái điều gì đó mà cần cải thiện ý, thì bạn phải liên tục theo dõi cái thống kê và có thể update như là uh, khoản mới ở trong podcast ý. một cách đều đặn để có thể giữ chân được người nghe và xây dựng được một cái cộng đồng podcast và bằng những cái cách này thì bạn có thể tạo ra dễ dàng một cái kênh podcast qua Spotify Podcaster chuyên nghiệp và thiết kế avatar độc đáo bằng Canva giúp các cái kênh các cái tập podcast của bạn nổi bật và thu hút nhiều lượng khán giả hơn một vài kênh podcast đáng theo dõi thì mình muốn giới thiệu với các bạn đó là TED Talks Daily hoặc là The American Life này hay là mình đang theo dõi The Diary of CEO with Stephen Barlett podcast phỏng vấn những cái doanh nhân thành công chia sẻ về thành hành trình khởi nghiệp và những cái bài học kinh nghiệm quý báu nhất này và hiếu tv nữa ở qua kênh hiếu tv này thì sẽ bạn sẽ có có thể nghe được cái cách mà um, về phát triển cá nhân này về kinh doanh này cũng như là về tài chính cá nhân để đầu tư nữa kênh podcast khác mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ biết Việt thì là chia sẻ những câu chuyện thú vị về văn hóa, về xã hội con người Việt Nam hoặc là Việt Success thì podcast truyền cảm hứng cung cấp kiến thức về kinh doanh, về khởi nghiệp phát triển cá nhân đây cũng chỉ là một cái vài cái gợi ý về các cái kênh podcast mà bạn có thể theo dõi thôi bạn có thể tìm kiếm và cập nhật những cái kênh podcast phù hợp nhất mới nhất phù hợp với sở thích của bạn cũng như là nhu cầu của bạn và một lần nữa xin trở thành cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi cái video này của mình và chúc các bạn thành công trên con đường tạo ra một cái kênh podcast riêng cho mình và chúc các bạn thành công nhé hẹn gặp lại các bạn